Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nga TV. Hôm nay mình sang bánh pizza. Nhưng mà chỗ mình nó không có cái pizza gọi lớn các bạn. Chỉ có cái pizza nhỏ nhỏ không. Nên mình mua 3 cái. Cái ăn kèm trong cái bánh pizza là sông muối chua. Ăn cho đỡ ngán. Và đây là nước ngọt. Bánh pizza này mình mua bánh pizza thập cẩm các bạn. Mời cả nhà ăn chung nha. Xin mời cả nhà. Cái sông này ở nhà mình muối rồi bạn, tự mình làm. Mình thích ăn đồ muối chua nhưng mà ăn rất là ngon nè. Ngon chưa? Béo không?
mình muốn đặt những cái bánh nào to to á, quay phim lên nhìn trông đẹp. Còn khu vực mình chỗ mình bán toàn những cái size nhỏ nhỏ thôi. Mình ăn giỏi lắm từng cái, mình mua 3 cái. Cái ăn phim mà mua ít quá cũng tiền. Đặc biệt cái sung ăn bình thường bằng các bạn ăn có thể sẽ bị chát, nhưng mà bằng muối xong á, cả nhà muối xong ăn như cà pháo, nó giòn như cà pháo, nếu cái là không bị chát, có đậu chua, nó giòn hơn là cà pháo nhiều lắm. Thì có người mình nghe người ta nói là cái sung này nè ăn nó trị được bao tử, mà không biết là có đúng hay không. Cái này à, cả nhà muối hay cà pháo à, ăn cái đồ kho cá kho mặn mặn á rất là ngon, thịt luộc mắm chua ăn kèm tôi cũng ngon. Lúc ra miền Nam không ai ăn đó. Mình là thích ăn những cái gì mà muối chua nên tự mình chế ra thử ăn thử được không, nhưng không ngờ có người đã muối ăn rồi người ta nói ngon. Muối ăn xong cảm thấy ngon, ăn không bị ngán gì hết. Khi mình hái mình làm á, ai cũng nói chửi mình tào lao á, chưa ai ăn bao giờ. Người ta chỉ ăn cà pháo thôi chứ không ai ăn cái sung muối bao giờ. Khi mình muối mình làm xong á, thì mình cho ăn, nó cảm thấy ngon. Nó ồ sao cái này từ nào mình không biết ăn nó ngon dữ vậy. Thực sự ra thì rất là ngon luôn. Nhà em gái thì mình có một cây ra trái qua năm suốt tháng các bạn, mà giá trị kinh tế nó không có, lâu lâu có người vô mua ký, mua có 3.000 ký à, mình không biết người ta mua về về làm cái gì nữa. Các bạn thử hay thử nhà có sung thử vô muối chua cách muối cà pháo hay muối cải chua à. Những cái mình bỏ muối hơi mặn mặn một tí, tại cái này nó đặc rồi, ăn rất là ngon luôn. Mình cũng kèm theo những cái món thịt luộc, thịt kho, để làm cho mình không bị ngán nữa. Đặc biệt với nhà Nga là không ai ăn cái này hết. Mình thích ăn mình làm mình muối mình ăn thì muối ăn lâu lắm, bữa ăn mấy trái à, không ăn nhiều.
mỗi video mình sẽ ráng cố gắng ăn thật nhiều cho các bạn coi. Bình thường mình ăn ít lắm, còn khi mất khi thấy mấy bạn mà quay video ăn nhiều mình thích lắm. Vô ngoài cứ ngon các bạn. Video mình cũng kết thúc tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn các bạn ở video ngày mai. Bye bye.